Khang Audio Bình Dương xin kính chào tất cả các đồng chí. Báo cáo với lại các đồng chí 23 giờ rồi. Mời các đồng chí ly chè Thái Nguyên. Lại tiếp tục có một đệ tử đủ tiêu chuẩn văn võ song toàn, đủ tiêu chuẩn sư phụ cho xuất sơn. Báo cáo đa tơn DA5000X. Đa tơn với lại Fushima, nó là cùng của một công ty. Những cái hàng thương hiệu nổi tiếng như thế này thì cũng không cần phải giới thiệu nữa, đúng không ạ? Đấy. Vì sao mình cứ liên tục tuyển lựa những cái quan như thế này? Vì chất lượng của nó tốt. Đấy. Con này được trang bị 12 con sò than. Đấy. Cái thứ hai là bo echo huyền thoại M50195. Cái thứ ba là không hiểu con này nó làm kiểu gì. Cái độ nhiễu nền của nó cực kỳ thấp, báo cáo với các đồng chí là mình chưa cho tín hiệu vào đằng sau nhá. Đấy, mình vặn bật công tắc của lên. Vặn này lên nhá. Xôi rất chi là bé. Già ghé tai vào loa mới nghe thấy. Còn những ông điếc thì tịt thì chắc chắn là không nghe thấy gì. Thế chứ không phải con âm ly nào nó cũng đạt tiêu chuẩn đấy đâu nhá. Đấy là thông tin với các đồng chí như vậy. Đấy. Cái quắc của cái con này nó cũng lại dị dạng. Đây. Đấy. Quắc nó lại học cái kiểu quắc của Nhật này. EQ này, tuner này. Auxtabia này. À, còn có cả karaoke center surround này, này LR các kiểu này, đúng không? Mình thử chưa, thử cho nó nháy lên phát nhá. Nó nháy, nó lại nháy tháp. Đây, mình thử cho nó nháy phát này. Mình dí tay này, hãy dí tay đây phát là nó nhảy nhảy này. Đấy, đấy. Rất chi là đẹp, đúng không? Đây. Quá tuyệt vời. Đấy, thôi không dí nữa nhá. Đi vào bên trong luôn nhá. Cái này thì ai cũng biết rồi đúng không? Con này hai cầu AB riêng biệt. Đấy, còn đây là tăng bát tăng chép cho mạnh lên. Đấy. Đi vào bên trong. Tổng thể đây. Không biết bây giờ dùng từ nào bây giờ nhỉ, dùng từ nào để cho nó phù hợp với lại cái độ đẹp của nó các đồng chí. Nguồn đây đấy nhá, Pro Audio, tức là con nguồn này nó sản xuất chuyên dùng cho âm thanh. Mà nguồn chuyên dùng cho âm thanh thì đương nhiên rồi đấy, tính toán rồi là các kiểu, là đại loại là người ta quấn cái này nó phải kỹ hơn đấy, để làm gì, để thế thứ nhất là bền, cái hai là độ nhiễu của nó thấp đấy. Ví dụ những cái con nào ắc quy ắc củng ấy, hoặc là làm những cái việc khác thì có thể quấn kiểu gọi là tạm bỡ được, nhưng mà con này là phải quấn kỹ, làm kỹ. Đấy, tổng thể con âm ly này nặng 11 hay 12 kg ấy nhá. Đấy. Đây mạch nguồn này. Nó cứ vàng như thế này thì đây. Đấy, đa tơn đây, đa tơn này. Đấy nhá. Đi chậm, quay thật chậm để cho các đồng chí soi. Vina soi. Ôi rồi ôi, lại ôi rồi ôi thôi. Vì những cái con của mình nó thuộc loại hàng tuyển lựa, các đồng chí lưu ý, hàng tuyển lựa nó khác. Đấy, với còn cái hàng gọi là người gọi hàng chợ, hàng đại trà nó khác. Như kiểu cái lớp chọn ấy. Đấy. Trong ngành giáo dục có cái lớp chọn, tuyển chọn, không phải thí sinh nào, em nào cũng được vào lớp chọn, đúng không ạ? Còn hàng của mình là toàn hàng chọn, chọn lựa hết. Không phải con nào mình cũng nhập vào. Đây, đa tơn. Đấy, 5000X nhá. Quần zin nhá. Báo cáo cái main công suất này là quần zin luôn. Này. Đấy. Để chậm như thế này. Lát nữa nãy mình quên mình chưa gì, đây nhà sản xuất người ta quên. Đấy, con biến trở này, lát nữa mình làm tí keo nến mình đổ nó vào đây. Để tăng tuổi thọ của nó lên. Đấy này. Tên của nó là cái gì nhá, mình soi cho. Soi tên. À, B817. À, D817 và B688.
B817 và B688 đây. Còn zin đẹp đẹp nhá. Đấy. Tiếp theo đến là bên đây. Này. Đa tơn 5000X này. Đúng không? 5000X nhá. Hai bên. Tức là gì? Là nó giống hệt nhau chứ cần gì nữa. Đánh đổ cái đèn đi. Cái mạch công suất của nó như thế này xứng đáng với đồng tiền bát gạo. Tiếp theo đến xoay luôn cái hướng này. Đấy. Không biết ngày mai xuất hành cái hướng nào thì tốt. Có đồng chí nào biết thì chỉ giáo cho mình nhé. Xuất hành hướng ngày mai, xuất hành hướng nào thì tốt. Ngày mai bước chân nào, khi ra khỏi cửa bước chân nào. Nọ có người anh em lại chia sẻ rằng coi như thế là người anh em mà đi cứ đi chân giữa, nên lại chân trái chân phải không đi lại đi chân giữa. Này, thì cái clip trước mình giới thiệu chia sẻ với các đồng chí về cái bo mic rồi M50195 rồi, đấy, master, nãy cái clip trước quay rồi nhá. Đấy. Đây là mình phải khóa keo ngay nhá, khóa keo ngay để đảm bảo về vấn đề coi như là tăng tuổi thọ của nó lên đây. M50195 này. M50195 bao zin nhá. Đấy. Nếu mà không phải M50195 thì được đền hai lần tiền, được đền hai lần tiền. Đấy. Này, cái con quắc này nó cũng được treo vào cái tai này thì cái khả năng rơi rụng của nó là rất chi là thấp. Chứ mình bán âm ly ở trong quá trình vận chuyển là nhiều khi vẫn bị cái đèn quắc nó tụt xuống là người ta bắt cái kiểu kia, còn cái kiểu này nó bắt được ở cái quai nhê này. Khó tụt lắm nhá, rất chi là khó tụt. Đấy. Tất cả nhắc lại với các đồng chí là còn nguyên zin ngoại trừ thay chiết áp công tắc này, ví dụ như những con chiết công tắc này này đấy phải thay mới hết nhá. Đấy, đây cùng một màu nhá. Đấy, đây bên trong này đây đấy ra cái mặt xong đấy thì cầu A trên B dưới thì cầu bên trên nó hỏng rồi, mình thay luôn mới. Thế nhưng mà mình thay cái loại tốt vuông nhá, các đồng chí nên nhớ cái loại vuông này là loại tốt, loại đắt tiền. Đấy, còn cái loại tròn như thế này mới nó cũng có. Đấy, thế nhưng mà mình ít mua về lắm nhá. Vậy không thay thì thôi, đã thay là phải thay cái loại tốt nó vào nhá. Đấy. Đấy, cái đám này nhá, đám này thay mới hết đi, cái đám cũng rắc thay mới hết đi, cầu chữ cũng thay rồi. Đấy, cấu chữ U mà nó mà tiếp xúc nó kém ấy là nó cũng ảnh hưởng kênh to kênh bé đấy, các đồng chí lưu ý nhá. Đấy, đây tem của công ty điện tử Thiên Thành Đạt này. Đấy, U cái này nó sản xuất năm 2010 mấy đây, 20 chắc không nhìn rõ đâu. Đấy, còn đây là công suất này 550W nhá. Đấy, lại có chữ USA này này. Đây. Đây này, địa chỉ này. Đấy. Hàng này các đồng chí lưu ý cái công ty này thì Datun với Fushima. Đấy, nó là một của cái công ty này này. Đấy. Nặng lắm. Đây. Đây là mặt dưới của nó. Đây là mặt dưới của nó nha. Đấy. Đây, mặt dưới của nó. Đây. Thì cái con âm ly này báo cáo với các đồng chí nếu như chơi nhá, trở kháng 4 đến 8 ôm, nếu chơi hai đôi cùng một lúc thì theo mình tuyển lựa những con nhìn này như này nhiều này. Fushima 5000X, 5000XG, Datun 5000X, 5000XG các thứ mình biết này nhá. Đấy, tại vì ở đây mình đấu để trải nghiệm thì mới báo cáo được với các đồng chí. Nếu như đánh hai đôi cùng một lúc thì chỉ hai đôi với đường kính loa bát là 20cm này nhá. Đấy, thế còn nên khuyến nhà sản xuất, người ta sản xuất như thế này nhưng mà gọi là nó của bền tại người, đúng không ạ? Đấy, mình cứ chơi ví dụ một âm ly một đôi loa rồi thì nói chung là cực kỳ là bền luôn, bởi vì nó là thuộc hàng chất lượng chứ không phải hàng vớ vẩn. Hát karaoke thôi khỏi với cần phải nói thêm nữa nhỉ, vì nó M50195 là cái thứ nhất, cái thứ hai nó lại là đa tơn cơ mà, chứ nó có phải là cái hàng vớ vẩn đâu.
hàng chất lượng, lưu ý nhắc lại với các đồng chí hàng chất lượng. Cái tầm mình chơi gia đình mình múc những con này không phải suy nghĩ gì cả, nghe nhạc cũng như hát có ok đấy, nghe nhạc thì độ nhiễu nền của nó thấp như thế mà không ưng nữa thì thôi cũng chịu nhỉ, rất chi là thấp luôn, ghé sát tai mới nghe thấy đấy. Hồi thế mai bây giờ muộn này không thể test được, test ảnh hưởng đến hàng xóm nhá, mai mai mới test, mai làm bản test để chắc chắn là ngày mai em nó sẽ lên được, vì những cái sản phẩm gọi là thuộc dòng quốc sắc thiên hương như thế này mà không có đồng chí nào ưng với bụng thì mình không thể tin được nhỉ. Thôi xin phép dừng clip ở đây, cảm ơn các đồng chí, chào thân ái, merci.